Ui chị ơi, cái đường eo của chị này quá đẹp này này, eo mông này đâu vào đấy luôn. Con này thì không, hồi trước là trên dưới phẳng lì. Lần nào đến Trang là Thi cũng thích làm cái này hết. Đó, thay vì là tập plank, tập ấy, bởi vì không có thời gian nữa. Đó, thì bây giờ Thi muốn là bắt đầu, ngoài cái việc là cái bụng nó mỡ đằng trước ấy, nó không có sệ nữa. Thì bây giờ Thi muốn nó phải thon lại và muốn tạo cái đường số 1 á. Thi cảm nhận là có các cái đường phóng nó siết hai cái đường cơ số 1 này của mình lại này. Dạ. Nó siết xuống. Ví dụ như là ai mà đã tập thể dục ấy, hoặc là ai mà đã đi tầm từng ra các cái trung tâm để mà tập fitness á, để mọi người tập về bụng ấy, thì mọi người sẽ thấy là có những cái bài tập thì cái phần cơ đằng trước bụng mình sẽ cảm nhận được. Thì khi mà dùng cái sóng này, mọi người sẽ cảm nhận y hệt như là mình đang đứng gồng lên, hoặc là mình đang kê cái tay ấy, hoặc là đang gập bụng, cái cảm giác cái cơ bụng nó y hệt như thế. Cho nên là khi thích nằm này nó vừa thư giãn mà vẫn yên tâm là cái cơ của bụng nó sẽ được săn lại. Phụ nữ mà tầm 40 rồi á thì Thi vẫn thích một cái gì đó nó săn chắc. Do là mình là cái người mà phải đi dạy nhảy á, thì các chị thấy rồi đấy, khi mà đi dạy nhảy thì hay phải khoe eo khoe bụng, bởi vì cái phần lắc hông ấy, lắc chuyển động nó phải đẹp, nhìn nó phải gợi cảm. Chứ lúc đấy lắc mà mỡ nó còn rung thì mình ngại, tại vì mình là giáo viên đó và mình phải truyền cái cảm hứng động lực cho các chị em. Cho nên là những chị nào mà không có thời gian như Thi á, thì tốt nhất là nên đến Lavender by Trang làm giống như Thi này, để cho mình được gọi là tận hưởng cái cảm giác là nó sẽ đẹp, đẹp nhanh. Với cái công nghệ giảm cân cặp online này ấy, nhờ cái thành phần là phôi thực vật lên men sống với kết hợp với các loại enzyme từ trái cây cũng như là enzyme thực vật sẽ đốt cháy tất cả những cái mỡ xấu, loại bỏ tất cả những mỡ xấu, mỡ nội tạng ra khỏi cơ thể, giúp giảm cân nhanh nhưng mà rất là an toàn. Nhưng mà khách hàng cũng lại được kèm thêm một cái tác dụng nữa, đó chính là săn chắc ngay tất cả những cái cơ bụng xổ xề cũng như là lỏng lẻo sau khi sinh của các chị em. Cái lúc mà đến đây này là mình cần được thư giãn mà mình vẫn phải cần hiệu quả. Đấy là cái mà chị em mình ai những cái chị em phụ nữ mà như Thi mà hay bận rộn á thì cần nhất là cái tính hiệu quả cao. Làm này thì thích chứ. À mình làm 4 lần rồi. Vâng. Mình làm 4 lần rồi. Tầm cứ khoảng là tuần hơn tuần mình đến Trang một lần. Vâng. Tính ra là có được gần tháng rưỡi thôi. Gần tháng rưỡi mà đã xuống được 8 kg. 8 kg. Cái thời gian mà Thi đến không phải là quá thường xuyên nha, nhưng mà cái hiệu quả thì Thi thấy rất là tốt đấy. Mọi người thấy là hôm nay là mặc về size chữ S đúng không ạ? Mặc về size chữ S. Đầu tiên á, nếu mà thấy mình nhiều mỡ và mình cái khả năng mà mình giảm cân chậm á, thì mình nên tìm những cái biện pháp giảm cân như thế này. Dạ. Đó. Và thứ hai nữa là nếu như mình không có thời gian để đi đến tất cả các cái phòng gym, hoặc không có thời gian, hoặc là không có được cái sự gọi là kiên định để mà tự tập gọi là cho nó toát mồ hôi để giảm cân, thì mình nên sử dụng những cái biện pháp mà nó nhanh như thế này. Đối với Thi là một người vừa không có thời gian và vừa cũng không đủ thời gian kiên nhẫn để đi ra phòng gym nữa. Mà mặc dù Thi là một người gọi là chuyên dạy về khiêu vũ rồi nha, Thi vẫn cần phải có những cái gọi là biện pháp hỗ trợ như thế này. Và rõ ràng hỗ trợ như này mà cái cân nặng á, mà mình mong muốn á, được giảm theo cái ý muốn á. Bây giờ nó đang hơi chích cái bụng đúng không? Không, chị cũng không thấy chích gì luôn em. Làm quen rồi, bây giờ buổi thứ 5 rồi, quá trời quen thuộc rồi. Thực sự là chả cảm thấy chích gì luôn á. Vâng. Thì đã luôn á. Đã. Thực ra mỗi cái nó có một cái hay chứ, mà Thi nghĩ là nó phải đủ một cái phương pháp là gồm từ cái bước này đến bước kia thì mọi thứ nó kết hợp vào, thì cái việc mà mình giảm cân nó mới chuẩn được. Vâng. Đó, bây giờ là cái này thì là nó sẽ nén xuống những cái gọi là gì nhỉ, nó hủy mỡ ở trong đi đúng không cha? Vâng, hủy mỡ nội tạng. Thì nghĩ là cái việc mà giảm cân đó là chị em nào thì cũng cần thôi, thậm chí là cả phụ nữ hay là đàn ông, ai mà muốn gọi là mình có một cơ thể nó khỏe, trẻ, săn chắc thì mọi người sẽ thích hơn. Vâng. Còn như Thi thì sinh ba bé rồi, cái cảm giác mà để nói là như xuân thì không thể nào, cho nên là mình vẫn phải cần có những cái gọi là biện pháp liệu trình giảm cân để nó hỗ trợ cho mình, vâng, đẹp nhanh và mình cảm thấy yên tâm trong công việc á. Vâng. Cái bụng trước là cái phần mà giảm chậm nhất, cho nên là mình sẽ tập trung vào phần này mà nhiều. Chị lại sinh ba bé nữa, cho nên là cái tổ chức, cái cơ bụng của mình nó sẽ bị lỏng lẻo và bị chảy nó lỏng đấy. Cái lúc mà mới sinh xong ôi nhìn thật là buồn. Cặp con sao này thì sẽ chủ yếu là sử dụng cái đầu to đùng đùng này, và cái đầu này thì đã sẽ sử dụng sóng siêu âm hai phu sử dụng nhiệt lên tới 80 độ C với cơ chế quét đa điểm và đường tia hai chiều, sẽ giúp dò tìm và đốt cháy 95% tất cả những cái mỡ lỏng, mỡ ngoại bào, những cái lớp mỡ cứng đầu nhất còn sót lại ở dưới da, cũng như là kéo căng tất cả những cái vùng da chảy xệ. Nên là những chị nào mà chúng ta da chảy xệ này sau sinh nhiều này, hoặc là da của chúng ta lỏng lẻo ấy, thì chúng ta làm cái công nghệ này ấy, một buổi thôi là các chị em về đã nhỏ ngay bụng ít nhất là 5 cm. Các chị thì vẫn phải lưu ý như này này, mình đi làm giảm cân nhưng mà không phải là vì thế mà mình cứ phang tiếp những cái thực phẩm mà nó thuộc về gọi là tiếp tục tạo ra cái độ béo nhá. Mình cũng nên có một chút gọi là hiểu biết và để ăn những cái đồ mà nó tốt hơn và nó có lợi cho cái sức khỏe cũng như là cái việc giảm cân nhiều hơn. Nhưng mà không phải là kiêng khem, cũng không phải là gọi là bó mồm bó miệng để mà nó khổ quá.
Tại vì càng bó mồm bó miệng xong về sau các chị thả ra thì cái đấy nó không tốt. Vâng. Cho nên là mình cứ sinh hoạt bình thường và ăn uống bình thường. Vâng. Miễn là đừng có ăn quá nhiều đồ béo. Với cái phương pháp giảm cân Cảm Online này thì Trang khẳng định và cam kết với các bạn là có thể giảm ngay cho các chị em từ 8 đến 10kg chỉ trong vòng 1 tháng mà nhàn tênh, không mất ngủ, không phải uống bất kỳ những cái viên thuốc giảm cân nào. Bây giờ mọi người mà hỏi xong, hỏi là nếu mà làm xong rồi thì có mệt không, và xin thưa rằng là không mệt và vẫn phải đi làm việc tiếp đây. Dạ. Cho nên là đủ năng lượng để làm việc thì là mọi người yên tâm ha. Đây nha mọi người nhá, chị Khánh Thi đang được đi tinh chất giảm cân Cảm Online. Đấy, không cấy, không chích bất kỳ một cái gì cả, chỉ sử dụng áp suất chân không. Mọi người thấy là hôm nay là mặc size S này ha. Hôm nay mặc size S rồi. Váy thì là váy vải, chất liệu vải chứ không phải là chất liệu thun. Hôm nay thì dám mặc màu sáng nha các chị nha. Dám vâng. Mặc màu sáng, mặc hẳn mộc hạt theo luôn. Mộc hạt theo là gọi là kẻ thù của các chị em mà mập đấy. Mọi người nhìn đây nhá. Đấy, bình thường là chị Khánh Thi toàn là phải mặc màu đen luôn. Nhưng mà bây giờ là sẵn sàng mặc áo trắng này, màu pastel này, màu xanh nõn chuối này. Đấy, hẳn mặc hẳn màu sáng màu để cho các chị em thấy rằng là chị Khánh Thi bây giờ rất tự tin với lại cái body của mình, rất là gọn và không có một chút ngấn mỡ nào nữa cả. Đây là một cái công nghệ giảm cân mới nhất của Mỹ mà Lavender by Trang đã được chuyển giao độc quyền ở Việt Nam. Nên là tất cả những chị nào mà chúng ta cũng đang có nhu cầu giảm cân thì mọi người cứ ghé Lavender by Trang ở Hà Nội và Lavender by Trang ở Sài Gòn để mình giảm cân nhé.